Chào lại tất cả anh em ha. Mình sẽ tiếp tục mình quay giới thiệu cho anh em con máy phát điện cách âm. Máy này là cái đời máy là siêu cách âm. Thì mình cũng cũng có quay liên tục hoài đó. Thì cái này nè của hãng Yanma G900, có nghĩa là đúng chuẩn của nó là 900W. Thì đồ của Nhật thì anh em cứ tính chẳng một ký thì cũng không sao, xài bình thường. Máy thì mình kiểm tra từng con máy mình rất là kỹ mình mới bán cho anh em ha. Cái máy này thì nó nguyên bản hết, nó không có gì hết. Hoạt động thì khỏi phải nói rồi, đồ của Nhật. Nút này nút công tắc nè, on off nè. Còn cái này anh em mà xài nhiều thì anh em cứ bật cái nút off xuống thì nó sẽ tăng cái tự động, cái nói chung là công suất nó sẽ tăng lên á, cho mình xài nhiều á, xài khoảng ký điện á là hãy sử dụng cái lúc này. Còn bình thường thì anh em cứ nói chung cứ để bình thường vậy cũng được. Còn máy này thì nó bảo vệ ha, bảo vệ nhớt, có nghĩa là nhớt máy á. Ví dụ như nó có vấn đề gì nhớt là đèn đỏ này nó báo thì anh em lúc đó phải thay nhớt hoặc là châm nhớt thêm, mà tốt nhất thì thay nhớt. Đó. Nếu đèn đỏ này báo là máy không hoạt hoạt nó không hoạt động được, nó bảo vệ cái hệ thống bên trong của máy á, nó không có cho thiếu nhất, không cho thiếu bôi trơn. Còn cái này là nếu mà đèn đỏ nó báo là điện áp nó đã quá, nó có tự động hết, cho nên là mình cứ khởi động máy lên là xài thôi chứ không có gì hết. Máy không có bị bể nhựa bể gì hết ha, nó đủ hết, rất là đẹp. Máy này ở gia đình mà có để con máy này trong nhà thì cứ an tâm, không có lo thiếu ánh sáng. Mà cái loại máy này là anh em hoạt động là cái vấn đề mình xài tivi, đa số giờ là tivi mỏng là phải xài cái máy này. Đó, điện nó rất là chỉnh. Đó, điện chỉnh, không nó không có lệch điện được, máy nổ là điện nó sẽ chỉnh thôi, nó biến tần rất là hay. Inverter nè, anh em chạy máy này là chạy, mình có từng mình nói rồi đó, thì nó chạy thì nó từ 3 tới 4 tiếng. Đó, anh em chạy mà hết công suất nó thì 3 tiếng, còn chạy lai gai thì 4 tiếng nó hết lít xăng. Máy này là dòng máy 4 thì nha anh em, chứ không phải là 2 thì đâu nha. Chút nữa mình khởi động cho anh em xem nè. Còn cái mình giới thiệu kỹ nè. Con máy này thí dụ anh em ở nhà mà có cục biến điện 110 và 220 rồi đó thì anh em không cần phải mua này. Ví dụ mua cái máy là mua cái máy thì mua máy không là 4 triệu. Còn anh em mua luôn cái cục biến này ra nè. Nào mình có để cục biến này chút nữa mình thử cho anh em xem. Là 500 ngàn nữa. Đó. 500 ngàn nữa là 4 triệu rưỡi. À, đồng hồ điện tử mình để đây sẵn nè. Đó là dây phan này là 1000W. Ngàn lẻ mấy W mà tính 1000W thôi đó. Để thử cho anh em xem. Đó. Thì anh em muốn lấy hết nguyên bộ cũng được. Mà muốn nếu có cục bóng áp rồi không khỏi cần lấy chi cho nó thêm tiền. Nếu nhà có rồi thì cứ về xài thôi. Rồi nó chỉ vậy thôi chứ không có gì. Còn máy thì tự động hết rồi chứ không có gì mà phải nói. Máy này là nặng 13kg nha anh em. 13kg. Bề ngang là 1 gang tay nè. Còn dài ở đây. Dài 2 gang tay. Nó rất là nhỏ gọn. Này mà để vô xe đi du lịch này kia là rất là êm, đi tới đâu cũng có điện lưới điện sống tới đó, nhất là sạc ba cái điện thoại điện tử rồi đó thì hoặc là ấy, rất là ngon. Rồi thì mình không nói nhiều, con máy này thì chắc nhiều người chắc có người xài thì cũng sẽ biết rồi. Rồi để mình dịch cho anh em xem ha. Mở công tắc nè. Đó.
nghe thấy không? Rồi ghim điện vô, hai cái này ghim nào cũng được hết. Đó. Nè. Mình để đồng hồ điện đây luôn cho anh em xem. Thấy không? Đó. Rồi mình ghim cái thang vô đây. Đó. Đồng hồ nó kết nối hết rồi ha. À, 226V là nó chuẩn như vậy thôi. Anh em thấy điện rất là chuẩn không? Đồng hồ này là tính cái milliwatt luôn á. Anh em thấy không? Nó không có nhảy. À, giờ mình bấm cái thang. Đó, anh em thấy không? Cái thang nó chạy nhưng mà đồng hồ won nó vẫn là 223W. Nó chỉ chụp vài won thôi, 1-2 won gì đó. Nó vô phải. Và anh em thấy điện rất là chỉnh không? Buông ra. Thấy không? Đó, cái này là không tải nè. Đó là 226 2264 2263 gì đó không phải đó. Nè thấy đó là chỉnh cái máy này không? Rồi để mình rút cái điện nguồn nó ra mình ghim lại, mình gắn để đồng hồ để cho anh em xem. Nói chung là ấy chơi thôi chứ còn máy này thì đã nói là nó của Nhật nó làm thì mình khỏi phải nói rồi. Nè. Đó, nó chụp xuống là hết rồi nè, thấy không? Nó đang trả đây. Đó, nè, thấy không? Rồi ghim vô. Đó, nó sẽ tự động, đồng hồ nó tự động đó, 226 lại bình thường, thấy không? Nó đã lắm như thế này là bình thường, cho nên là rồi thôi mình tắt máy ha, tắt này. Cho nên là anh em mua máy á, nói chung là máy bãi thì anh em mua anh em tùy chỗ. Tùy chỗ để mình mua. Nhiều khi máy mà cứ thí dụ giới thiệu mà cứ vẽ bãi mà giới thiệu bề ngoài xong, còn bên trong nhiều khi máy móc nhiều khi mình không biết á, mình ham rẻ đôi 300.000 này kia mình mua con máy nó bị lỗi. Khi ở ngoài rất là đẹp nhưng mà nó bị lỗi, nhiều khi nó cũng nó không có đảm bảo. Còn mình ở đây mình thử như test như kiểu này nè, từ con một hết. Từ con một giao cho anh em là test kỹ hết đó. Đó rồi anh em cứ an tâm xài thôi chứ không có gì mà phải lo hết. Rồi thì nãy giờ mình nói cái cách thức đó, còn anh em nào mà chuyển khoản thì mình bao phí luôn, còn không ai chuyển khoản thì cho thu tiền thì nói chung là cái đó tính sao đi, nó cũng dễ, cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng phần quan trọng là nếu mình tin nhau thì mình đỡ cái tiền phí một chút, mình đỡ ra cái chi phí về chút ít uống cà phê được thôi chứ có gì đâu. Nói chung là cái đó là cái khỏe cho hai bên, cũng lợi ích chung. Rồi thì làm ăn gì đó thì anh em mà tin tưởng nhau như mình thì mình làm, tại vì nó không có gì hết. Rồi anh em nào mà có xài máy xế hay là gì đó thì cứ gọi lại mình. Muốn máy gì đó mình sẽ làm đúng cho anh em theo nhu cầu cho anh em. Thôi chào tạm biệt anh em ha.